Bệnh viện Vũng Tàu tổ chức hội thảo cập nhật quy trình xử trí đột quỵ não cấp năm 2024 vào sáng nay. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Sở Y tế, đội ngũ y bác sĩ tham gia công tác cấp cứu của các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh cùng các chuyên gia về đột quỵ Bệnh viện Nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia về xử trí bệnh lý đột quỵ của Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật cho đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về quy trình xử trí đột quỵ não cấp năm 2024 và chia sẻ cách làm hiệu quả trong công tác phối hợp cấp cứu ngoại viện giữa các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Bệnh viện Vũng Tàu cũng trình bày những kết quả đạt được từ việc tối ưu quy trình điều trị đột quỵ cấp tại đơn vị. Bệnh viện Vũng Tàu được Sở Y tế giao nhiệm vụ là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhân dân 115 về điều trị đột quỵ. Thời gian qua, bệnh viện đã tập trung nâng cao năng lực xử trí, điều trị bệnh lý đột quỵ, góp phần cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân đột quỵ trong khoảng thời gian vàng.